Xin chào anh em nhá. Chào mừng anh em đã trở lại với kênh YouTube của trại Mai 50 tuần. Hôm nay là một buổi chiều ngày mùng 1. Đó. Đây là một bữa ăn buổi chiều. Đây của trại mình nhá. Tổng số lái 30 lái. Hôm nay mình muốn giới thiệu đến toàn thể anh em là những con lái hiện tại trại đang nhân giống, đang khai thác là 30 lái nha. Một con số lái tức là thực chất cụ thể, chứ không phải là báo ảo là 30-40 lái mà anh em có thể tự kiểm chứng, tự đếm. Đó. Thì có rất nhiều thông tin trái chiều là có một số lái nhưng mà nói quá lên. Như đây hôm nay thì mình sẽ làm cái video này để anh em kiểm chứng thực tế và đếm xem đúng đủ 30 lái không anh em nhé. Nó rơi tầm 28-30 mình không nhớ rõ, vì thực tế là cái này vợ mình quản lý. Để tí anh em thử đếm nha. Đây là những bữa ăn buổi chiều nhé. Buổi chiều thì mình sẽ cho lái ăn cháo. Trong đây là khu chó bầu, khu chó bầu của trại mình nhá. Hiện tại bia đang có 12 con bầu. Cùng đếm với anh em nhé. Một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, tám này, chín này, mười này, con này chưa cho ăn. 11 này, 12 này. Hiện tại chỗ này là 12 con lái làm bầu và con bầu lâu nhất hiện tại bây giờ là như là 35 ngày. Vì hiện tại bây giờ đang mùa sinh sản. 35 con lái vừa phối xong. Chúng ta lúc nào cũng phải ở chế độ là rất là mát anh em nhá. Riêng chuồng bầu mình nó thiết kế chuồng rất là mát. Tỷ lệ đậu nói chung rất là cao. Đó, hiện tại là 12 lái bầu nha. Đây là suất của chó con. Chó con cả chó tầm 15 cân. Con nái này rất là khôn. Nó suốt ngày nó mở cửa. Cài chốt mà nó khèo chốt ra là phải buộc dây thép. Có những con nái nó quái lắm. Đây, còn đây ngoài khu là khu đang chờ sa lơ cả thay lông. Nhưng con nái nó tách con rồi, giờ đây. Đó. 12 nái. Vừa 12 với cả chỗ này là 4. 4 con nái. Anh em rõ chưa? Trại mình cái rất là khủng anh em nhé. Và những con giống nó được chọn lọc rất là kỹ, nên con giống sau này ra con rất là đẹp. 16, 12 với cả 4 là 16, 17, con là 18. Hai ô này 18 lái cho anh em nhé. Đó. Tại sao mình làm video này thì cơ bản có rất nhiều ý kiến trái chiều nói là trại mình không nói không đúng sự thật, thì nay mình sẽ làm thực tế. Vừa 18 con này, đây là con đực này, con đực này đực tơ mình không nói này. 19 nái, con này nó cắn nhau này, rốt cục nó cắn nhau ấy, rách ra. Mình đã xử lý kháng sinh, chó rất là khỏe. 19 nái, 20, 21,
12, 23, 24 này. Đó. Anh nuôi chạy nuôi trông này không thể tránh được chừng quả là cắn nhau. Có những con dùng chó chuẩn bị sa lơ rất là cắn nhau vì nó tính sẽ nóng hơn. Khi chó sa lơ tính sẽ nóng hơn bình thường rất là nhiều. Mình theo dõi những con nào mà đầu tiên nó hay sủa ấy thì mình biết lúc đó mình tách ra thì nó sẽ không trường hợp cắn nhau. Đây con này là do mình chủ quan. 24 lá giúp anh em nhá. Tiếp tục. Con này con đực mình không nói. Anh em lấy nha. Anh em lấy rồi. Chỉ đây hai cái xoài mình gây lên. Hai con này mới được tầm 20 cân. Tạm thời 25 ở bên chạy bên kia của mình ấy. Ở đây nữa, quên mất đây. 26 lá. Tí quên em này. Con nãy tại này là hai lứa rồi, ra con rất là đẹp. Màu đen tuyền anh em nhé. Bên nhà. Ok. Đến cái quay cho con đằng sau. Em có thể đếm nha. Thì số là 27. 28. Đây là được phối, mình vừa bắt. Đây là con này 29. Cái tơ mà như được anh em nhé. Con này đã 34 cân. Chuẩn bị xa lơ rồi. Hiện tại bây giờ mình đang khai thác 29 lái. Anh có thể thấy rất là rõ nhé. Nên chạy lúc nào cũng có rất là nhiều chó con. Để ăn được rồi. Con đực này rồi lại xuất thanh lý với anh em thôi. Anh em là có nhu cầu mình xuất thanh lý vì chân hơi yếu một chút. Đen tuyền, chân hơi yếu một chút. Thế sau, anh em nào thích tí mình sẽ xuất là 4,5 triệu. Hiện tại bia nó phải rơi tầm 23, 24 cân. 24 cân. Đó, và đen tuyền luôn. Hiện tại, để anh em có thể thực tế là mình báo cụ thể 29 lái nha. Nên còn anh em nào còn ý kiến trái chiều thì có thể xác thực. Đây, đây suất ăn của đàn mới tách này. Đây đàn mới tách nha. Con này bé còi nhất là bị lớn lên này. Nhưng con này trong vòng một tuần nữa sẽ lên lại bình thường. Mình có vừa xử lý, bên mình có một cái thuốc xử lý rụng lông rất là tốt. Trong vòng một tuần, con chó lông lại ngay, mọc lông lại ngay. Đàn này của mình hiện tại đang 55 ngày. Vừa vào 12 xong. Rơi tầm 21 ngày nữa thì con chó, anh em có thể không nhận con chó. Lúc đó nó phát triển rất là tốt. Tại mình sẽ cho thịt, thịt xay với cả cám hạt. Khi bắt đầu mũi 2 đã thành công thì bắt đầu là trại mình tăng khẩu phần ăn lên rất là tốt. Nhưng chó nó phát triển trông thấy luôn. Bắt đầu cho đàn chó cho ai. Rất nhiều chó. Trại mình thì bắt đầu gần 3 tháng trước bán. Em cứ đổ hắn ra đi. Chó cho ai thì chạy mình thường cho ăn thịt sống. Đây. Hai chó thái. Bốn hết kiểu. Em được cho ai. 4 tháng tuổi. Đó.
bằng chân, cho nó xéo vào cái sắt. Sắt thì nhô lên. Con này khôn lắm, nó cậy cả sàn lên anh em nhá. Nhiều con rất quái. Nó có thể những cái sàn này nó nhấc lên được, nó nhảy lên được. Con này xéo vào cái dây thép buộc này. Đèn được cho anh em nhá. Có dậy rắc, nhà bên Sico. Đó. Hết rồi. Hết rồi, ăn hết phần. Ok, xin chào anh em nhé. Hẹn anh em ở các video lần sau nhé.